Sau cái gọi là hội nghị công dân Đồng Tâm, ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình, đã lớn tiếng tuyên bố người dân Đồng Tâm sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng. Người dân Đồng Tâm cũng sẵn sàng đổ máu để giữ đất. Sau cái gọi là hội nghị và những tuyên bố được xem là đanh thép này của ông Lê Đình Công, cùng với cha của mình, ông Công đang nổi lên như một người hùng của xã Đồng Tâm. Được biết, sau hội nghị công dân Đồng Tâm ngày 3 tháng 9 năm 2017, ông Lê Đình Công và cha mình đã tổ chức họp tại nhà riêng. Tại cuộc họp này, ông Lê Đình Công đã phát biểu khoảng một tiếng, sau đó đưa lên mạng với nội dung khẳng định đất Đồng Sơn là đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm, kêu gọi người dân đoàn kết giữ đất và sẽ được chia đều nếu thành công, tố cáo và lừa dân bắt người, yêu cầu xét xử với ba cán bộ quốc phòng trước pháp luật, đề nghị cao ủy viên Liên Hợp Quốc can thiệp lên tiếng ủng hộ. Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng ủng hộ và yêu cầu chính quyền Hà Nội đưa ông Lê Đình Kình đi giám định. Cũng theo một số người dân xã Đồng Tâm, ông Lê Đình Công đang có ý đồ sử dụng phụ nữ đi đầu trong các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, sử dụng kẽn làm bằng vành xe ô tô để huy động người dân khi cần. Bên cạnh đó, Lê Đình Công còn đang dùng một số người trong tổ đồng thuận ra sức lôi kéo, kích động bà con giữ đất. Lê Đình Công bộc lộ. Lê Đình Công cũng chỉ đạo một số người như Bùi Thị Nói, Nguyễn Văn Trung ở xóm 6 thực hiện các việc như phát hành, chỉ đạo số đối tượng không ký vào giấy triệu tập, phải rắn để họ không làm gì được. Lê Đình Công và một số người trong tổ đồng thuận đã đến nhà 14 hộ dân thuộc diện đền bù tại khu vực sân bay đề nghị không nhận tiền đền bù, không di dời khỏi khu vực, tuyên truyền những hộ dân này là nếu theo tổ đồng thuận thì sẽ có đất để ở. Trong khi đó, những hộ dân này cho rằng đất khu vực Đồng Sơn là đất quốc phòng và bản thân họ sẵn sàng chấp hành các quy định của nhà nước di chuyển khỏi khu vực khi chính quyền đền bù. Những việc làm trên của Lê Đình Công, nhiều người đã và đang đặt ra câu hỏi là phải chăng Lê Đình Công đang ngày càng thể hiện vai trò, tầm ảnh hưởng của mình để với những việc làm trên của Lê Đình Công. Nhiều người đã và đang đặt ra câu hỏi là phải chăng ông Lê Đình Công đang ngày càng thể hiện vai trò, tầm ảnh hưởng của mình lên tổ đồng thuận và người dân xã Đồng Tâm để tiếp tục sự nghiệp chiếm đất giữ đất trái pháp. Còn gian dở của cha mình là ông Lê Đình Kình. Ông Lê Đình Công đang âm mưu gì ở Đồng Tâm? Một điều chắc chắn mà ai cũng có thể nhận thấy rằng đó là ông Lê Đình Công đang cùng với một số người trong tổ đồng thuận và người dân Đồng Tâm bất hợp tác với chính quyền, kêu gọi sự ủng hộ từ bên ngoài cho những việc làm sai trái của mình và tổ đồng thuận. Bản chất lưu manh của Lê Đình Công đã rõ, còn chờ gì nữa, người dân Đồng Tâm không nhanh chóng lột mặt nạ con người này. Cơ quan chức năng, nhất là cơ quan điều tra, cần nhanh chóng thực hiện các việc áp giải đối tượng Lê Đình Công khi ông ta vẫn cố tình chống lại lệnh triệu tập. Cần phải sớm nghiêm trị Lê Đình Công trước pháp luật.